Thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè xin chào mọi người. Thì hôm nay mình lại muốn giới thiệu đến mọi người một giống cây ăn quả tiếp theo. Thì mình cũng mới nhập về hôm qua, do số lượng ở kho còn ít nên mình cũng đã nhập về để giúp cho để cung cấp giống cây đảm bảo chất lượng cho bà con nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đó là giống mận Tam Hoa. Thì mận Tam Hoa là loại mận có trái màu xanh, to, nhiều nước nha mọi người. Ăn khá là ngọt luôn. Đấy, thì đây là lô mận Tam Hoa mình vừa nhập về. Cây thì đây là cây chiết nha mọi người. Mận Tam Hoa nó là cây chiết, nó rất là khỏe luôn, rất cực kỳ nhanh ra rễ và phát triển rất là lẹ nha mọi người. Đó, thì về cái cây giống hiện tại thì nó cao tầm 5 tấc. Đó là nhánh chiết nha mọi người. Hiện tại mận Tam Hoa mình ở đây là nhánh chiết, cao khoảng 5 tấc, rất là xanh tốt luôn. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu trồng mận Tam Hoa thì có thể đến Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cái Bè để có thể lựa chọn cho mình những cây mận Tam Hoa chất lượng tốt nhất về trồng. Đó, còn mọi người muốn biết thêm về cái kỹ thuật trồng cũng như là cái cách thức chăm sóc của giống mận Tam Hoa này thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0824 66 44 99. Xin chào bà con.